Bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng từ năm 2016 đến nay, anh Trần Duy Tú đã chữa trị ở rất nhiều nơi, tốn rất nhiều tiền mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Mới đây anh Tú tiếp tục tin và chữa bệnh theo lời quảng cáo, khỏi bệnh thoát vị đĩa đệm chỉ sau một lần đắp thuốc, nhưng trái lại bệnh còn nặng hơn. Mình cũng đã chữa bằng các cái phương pháp ví dụ như là cấy chỉ này, bấm huyệt này, rồi là kéo cột sống này và những cái biện pháp khác ví dụ như là rác hơi này. Và có những cái cơ sở y tế mình đã đến để bốc thuốc và uống với cái liệu trình từ 2 đến 4 tháng. Tuy nhiên thì qua thời gian điều trị thì mình cảm thấy là cái sức khỏe và cuộc sống của mình ấy, nó cũng không có phần thuyên giảm mà nó có xu hướng nặng lên. Bản chất của bệnh thoát vị đĩa đệm là thành phần cấu tạo của đĩa đệm bị trượt ra khỏi vị trí và chèn ép vào tủy sống, dây thần kinh. Do đó các phương pháp điều trị như đắp lá, đắp thuốc, nắn xương, bấm huyệt không có tác dụng chữa bệnh hoặc chỉ giúp giảm đau nhất thời. Thậm chí nếu tự ý chữa trị sẽ làm tình trạng bệnh trầm trọng thêm. Chúng tôi gặp những cái bệnh nhân trẻ 20 mấy tuổi mà người ta điều trị bằng cái châm hương, đốt một cái que hương mà chúng ta vẫn thắp hương các cụ. Và châm toàn bộ vùng cột sống thắt lưng và châm dọc theo đường đi của dây thần kinh luôn. Hai là có những cái trường hợp mà người ta đắp lá bỏng toàn bộ cột sống từ cổ đến thắt lưng, bỏng hoàn toàn luôn. Và những cái đấy thì sau đấy đến với chúng tôi điều trị thì vô cùng khó khăn. Vì có can thiệp phẫu thuật thì phải điều trị hết cái bỏng đấy. Cùng với sự chỉ dẫn của bác sĩ, để tham khảo thông tin từ trải nghiệm thực tế, người bệnh có thể tham gia vào hội những người bị thoát vị đĩa đệm và bệnh cột sống có bác sĩ tư vấn trên Facebook. Đây là nơi người bệnh cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm điều trị để tránh cảnh tiền mất tật mang. Khi mà vào hội thì đầu tiên là cũng không có quen nhau đâu. Thế nhưng mà khi đã trở thành thành viên rồi thì bắt đầu có những cái bài giao lưu chia sẻ ở trên trang Facebook của hội. Sau đó thì có kết nối với các bác sĩ nữa và các bác sĩ cũng cho những cái lời khuyên rất là hữu ích. Và chúng tôi sẽ đưa ra những cái bài tập để cùng nhau tập. Thế thì sau một quá trình tôi tập từ hơn 3 năm thì tôi đã đỡ được rất là nhiều. Hầu như bây giờ không còn đau tê gì nữa. Như vậy một chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đủ chất, kết hợp tập luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng sẽ giúp chúng ta nâng cao sức khỏe nói chung, tránh thoái hóa cột sống và các bệnh thoát vị đĩa đệm nói riêng.